Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị đang xem trên kênh Hương Rừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi tối của ngày 15 tháng 9 năm 2024. Con có nội dung thông tin mà con chưa truy cập được nhưng mà rất là vui cả nhà để mà chia sẻ đến mọi người cũng như là chia sẻ với cô chú anh chị ở đây. Một thông tin cực kỳ vui mừng cho những Phật tử yêu mến Sư Minh Đạo. Và được biết ngày hôm nay Sư Minh Đạo đã chính thức xuất hiện trong thời gian mà đóng cửa tu viện. Rất là mừng cả nhà, rất là mừng. Và Sư Minh Đạo đã làm một việc rất là ý nghĩa. Bởi vậy nói câu là một cái viên ngọc mà nó có bể chăng nữa, nó bị thì đó vẫn là một cái viên ngọc và vẫn phát sáng. Và một cái viên ngọc nó có thể bị vùi lấp như thế nào thì vẫn là một cái viên ngọc. Cái hạnh của Sư Minh Đạo và cái nhân đức, nhân từ, nghĩa cử cao đẹp của Ngài quá ok các anh chị ơi, quá hay luôn, không có dùng từ ngữ nào để nói hết. Và được biết á, là ngày hôm nay là sáng vào ngày 15 tháng 9 tại Ninh Thuận thì Sư Minh Đạo và đoàn thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay và cùng Phật tử, các nhà hảo tâm cùng Mạnh Thường Quân đã trao quà cho bà con và các em nhỏ. Và các anh chị biết thì trong khi cả đất nước chúng ta đang quằn mình chống lũ và khắc phục hậu quả của lũ lụt và cơn bão số 3 vừa qua ra, thì có bác biết bao nhiêu là sự tang thương mất mát và biết bao nhiêu ảnh hưởng tiếp bao nhiêu là ngàn người, biết bao nhiêu gia đình và biết đã biết bao nhiêu người đã ra đi, bao nhiêu ước mơ, hoài bão, hy vọng đã tan thành mây khói trong cái cơn bão số 3 và lũ lụt vừa qua. Quá xót xa các anh chị. Và cái nghĩa cử cao đẹp của Sư Minh Đạo, tuy rằng ngày hôm nay là Sư Minh Đạo đã bị đưa vào thế cục, nhưng mà Ngài vẫn phát tâm, Ngài vẫn đi thiện nguyện. Bởi vậy tấm lòng của Ngài từ bi hỷ xả vô lượng cả nhà. Và cô chú anh chị mình vào xem một đoạn video để mà cô bác anh chị mình cũng mừng, cũng như là cho những cái con cháu ma vương, những người thợ tu đó, họ sẽ tự hổ thẹn và họ sẽ lương tâm của hận cắn rứt khi mà họ lại đẩy một người, một bậc chân tu, một người đi đúng đường đúng đạo như thế, và họ sẽ biết nhục và họ có thể họ sẽ quay đầu lại khi thấy như hình ảnh này. Cũng nhờ mà các anh chị mình vào xem một đoạn video với em để mà chúng ta cùng trải lòng cũng như là cùng nhìn thấy hình ảnh của Sư Minh Đạo nha cả nhà. Em là Minh Đạo, trước đây là từng được tìm Minh Đạo cái món quà trước tiên em thay lời cho toàn thể anh chị em ở trong đời ở ngang toàn thể ngành ở thành phố nơi quê hương sinh ra nhỏ các phần ngành nhất cho các em đến nơi đây trước là chia sẻ cảm xúc của mình, tấm lòng của bà con vùng cao, sau là những sinh phụ rất xíu ân cần đến đây các em này, nhất là ngành chăm lo cho bà con vùng sâu vùng xa. Một lần nữa em xin rất biết ơn với ngài, xin cảm ơn. Ở nơi đây anh thấy cái phần quà nó hơi là lộn xộn á, thì có lộ này lộ kia là do em không phải đi mua mà do bác tính cho chúng em đem đi tặng cho bác. Xin em cũng xin có chút đôi lời xin kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể các anh chị em trong đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, rất linh thục là rất vinh dự là thầy và các anh chị em đã đến và các từ thiện tặng quà cho bà con là xã Phước Khác. Nhà em là cũng là một quan tỉnh nông thôn, cũng được đơn vị cử đến đây để tiếp nhận là cái phần quà của các thầy và của đoàn. Thì thay mặt không dám thay mặt cả tỉnh Ninh Thuận, nhưng mà thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ công an chiến sĩ ở bên tỉnh Ninh Thuận và bà con Phước Thắng, gửi lời cảm ơn quý thầy và các quý phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh đã có tấm lòng và đóng góp cho bà con, và đặc biệt là cái đoàn từ thiện chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để đến với người dân. Xin hết sức cảm ơn quý thầy. Anh chị em mình đứng chụp ra. Cảm ơn.
Dạ vâng, cả nhà ơi, ngày 15 tháng 9 là một ngày cũng rất là đặc biệt khi mà Sư Minh Đạo đã xuất hiện cùng với các quý Phật tử, cùng các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân, cũng như là trao quà cho các bà con cũng như các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Thuận. Thì cho chúng ta thấy một điều là Sư Minh Đạo chưa bao giờ từ bỏ cái sự thiện lành, cái thiện nguyện của mình. Cho dù thầy bây giờ là thầy đã mất tất cả rồi các anh chị, nhưng mà thầy mất tất cả nhưng mà thầy có tất cả. Tại vì các anh chị biết á, khi mà Sư Minh Đạo đã đóng quyết định đóng cửa tự tu viện Minh Đạo đó, thì rất là nhiều Phật tử ở thập phương cũng là mọi người ở trong ngoài nước lúc đó là hướng về thầy nhiều hơn nữa các anh chị. Tại vì họ thấy rõ hơn cái bộ mặt của một số ma tăng, một cái thế lực đen tối, và họ thấy Sư Minh Đạo là một viên ngọc, một thánh nhân. Tụi phàm phu đó không thấy được đâu các anh chị. Tụi phàm phu chỉ là làm cho Sư Minh Đạo sáng hơn thôi. Họ tưởng đó là họ vùi dập được Sư Minh Đạo cả nhà, nhưng mà không, họ không, họ đang đánh bóng Sư Minh Đạo cho Sư Minh Đạo sáng hơn nữa. Tụi phàm phu này nó tưởng đó là nó vùi dập được Sư Minh Đạo rồi, nó cảm thấy nó vui rồi các anh chị. Nó vui khi mà nó lấy được cái tu viện Minh Đạo, cũng như là thấy nó vui rồi khi nó đạt được mục đích của nó. Nhưng mà không ngờ là có rất là nhiều người thiện nguyện, thiện tâm, một lòng hướng Phật, người ta có thể hy sinh, người ta có thể hiến đất, hiến nhà, hiến cho Sư Minh Đạo. Có rất là nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà Sư Minh Đạo chưa gật đầu cả nhà. Chỉ cần một cái gật đầu của Ngài thôi là có tất cả, được lòng rất là nhiều người. Và trên cái sự phát biểu của Sư Minh Đạo trước mọi người đó, những cái lời nói của thầy đầy nhân văn, và việc làm của thầy đó là chứng tỏ một điều là đạo Phật là một đạo có thật, và khiến con người ta, đưa con người ta vào một cái đích đến là đầy ý nghĩa, đầy đạo đức, và đưa con người ta sát gần nhau hơn và đạo đức tốt hơn. Chứ không phải là vì tiền, ham danh lợi, ham địa vị, đúng không các anh chị? Họ cứ ngỡ là họ làm những việc chà đạp, đè bẹp Sư Minh Đạo như thế, họ sẽ thành công, họ sẽ sáng hơn. Nhưng mà họ không ngờ rằng đó là họ càng làm như thế thì Sư Minh Đạo lại càng sáng hơn. Và ngọc có vỡ thì vẫn là ngọc phát sáng, các nhà thấy là gì? Và sự lương thiện, tâm tận cao trời xanh của Sư Minh Đạo thì trời xanh sẽ tự ắt có an bài cho Ngài. Và Trung tá Công an tỉnh Ninh Thuận, Ngài Hoàng Thanh Long cũng ra để mà chào đón Sư Minh Đạo cùng với những quý Phật tử, các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân, vân vân. Chúng ta rất là vui khi mà sự việc này hôm nay của Sư Minh Đạo lại xuất hiện, khi thấy Ngài tươi tỉnh, Ngài vui vẻ, và Ngài có vẻ là thầy Ngài cũng bị khôi phai đi cái sự việc tu minh viện. Nhưng mà Ngài cũng nói ra một điều là Ngài sẽ tu lại, tu một lần nữa. Cái từ ngữ của Ngài phát ra nó ẩn dụ rất là nhiều, tu một lần nữa, cho chúng ta thấy rằng là Sư Minh Đạo chưa bao giờ từ bỏ cái cách tu của mình và cái cách tu đúng đạo của mình. Quá hay rồi Ngài ơi, Ngài không làm có thất vọng. Và cuối video thì em xin chúc cho cô chú anh chị mình có một buổi tối của ngày 15 tháng 9 năm 2024 thật nhiều sức khỏe và ấm áp bên người thân và gia đình của mình. Em xin chào cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.